Đây là Hà Bình Ngon đang thử cho khách hàng xem một cuộn 100 mét dây. Máy có chạy được không và có phụt ra đều không? Thì đây là nối 100 mét dây đây nhé. Đây, nối 100 mét dây, nước đây, phụt đây. Đấy. Phụt vẫn đều, vẫn mạnh bình thường nhé. Đấy, phụt này. Rất là đều, rất là mạnh nhé. Bây giờ Hà Bình Ngon sẽ lắp thêm cái bếp đôi cho khách hàng xem luôn. Đây là chọn bộ 100 mét dây này. Đấy, 100 mét dây. Đây. Bây giờ Hà Bình Ngon khóa bỏ nắp cái bếp đôi. Đây bây giờ Hà Bình Ngon nắp cái bếp đôi. Đây, khóa ở tay này, mở khóa này. Ôi giời, mạnh dã man luôn này. Kinh khủng này, mạnh dã man luôn. Đấy này mà phun chè, phun hành, cà chua, cà rốt, su hào, cải bắp, chúc nê mà dùng cái máy này mà phun cái bếp đôi này thì thôi rồi, này, dã man này. 100 mét nhá, bà con lưu ý là đây là Hà Bình Ngon đang nắp vào 100 mét dây nhá, vẫn phun đều này, đấy nhá, 100 mét dây nhá, không phải Hà Bình Ngon làm màu làm phép nhá, đấy nắp vào đúng một cuộn 100 mét dây luôn, đấy, đây vẫn tốc độ vẫn phun mạnh đều, chứ không giảm áp lực nhá, vẫn mạnh này, thấy chưa? Đấy 100 mét này, nguyên xi 100 mét luôn này. Đây một bộ máy này là phun, nếu nạp đầy là chúng ta sẽ phun được từ 150 đến 180 lít nước. Và có khuấy đảo thuốc đi kèm. Đây khuấy đảo thuốc này. Đấy nó vừa sục vừa hút nước lên phun này. Đấy cái khuấy đảo thuốc này. Các con để ý ở dưới nó có cái vòng tròn, nó xoay tròn đấy. Đấy nhìn này. Mạnh dã man, thế này phun chè, phun bưởi, phun cam, phun hoa đào, hoa mai, hoa cúc các kiểu. Nói chung là 100 mét dây chúng ta kéo đi thoải mái xa nhé. Đây, 100 mét dây. Quý vị bà con có thể liên hệ mua máy qua số điện thoại 0968 129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hà Bình Ngon cung cấp máy này gửi trên toàn quốc. Đây là Hà Bình Ngon trước khi gửi cho khách là theo yêu cầu của khách là Hà Bình Ngon test trước để có vấn đề gì thì Hà Bình Ngon sẽ chỉnh thay sửa hoặc là đổi máy mới luôn ở nhà. Còn đi giao hàng nhiều khách bảo là mua đến nhà để test thử nọ kia thì nó rất phiền phức, không phải là ai cũng đồng ý, bởi vì nhân viên giao hàng người ta giao xong người ta phải đi giao hàng khác, ai người ta ở lại người ta xem test như này, nắp lắp các thứ này, không biết nắp lại gọi điện hỏi kỹ thuật nắp các kiểu, nó mất rất nhiều thời gian của người ta, nên là không ai sẽ đồng ý mà cho quý vị test ở nhà. Nếu quý vị muốn test, Hà Bình Ngon sẽ test và quay video gửi lại, giống như nhà anh Ma Văn Thiết ở Phú Nương Thái Nguyên này, hoặc là như anh Dung ở Gia Lai. Đây là hai nhà anh, các anh đây thì Hà Bình Ngon test luôn cho bà con xem luôn. Đây. Đấy, máy rất là chuẩn, Hà Bình Ngon chuyên bán hàng máy chuẩn. Máy này được bảo hành 5 tháng. Hỏng cái gì thì cái đổi mới cái đấy nên bà con không phải lo, và máy móc thì sau này hết bảo hành thì đều có đồ mới để thay thế chứ không phải khó kiếm đồ, nên là chúng ta rất là yên tâm để chúng ta có thể mua máy chúng ta sử dụng. Còn máy bền hay không thì phụ thuộc vào chúng ta sử dụng, là chúng ta phải nạp đầy pin trước và sau khi sử dụng để pin nó không bị chai. Còn nếu chúng ta dùng pin hết kiệt và chúng ta sử dụng lâu ngày là nó sẽ bị chai pin, thì sau này nó sẽ phun được ít thời gian hơn. Còn nếu chúng ta mà cứ mang máy đi ra phun là chúng ta nạp pin đầy đi thì chúng ta phun thì nó rất là bền máy. Đấy là của bền tại người và chúng ta phải biết sử dụng. Cái máy này thì nó chỉ có 6,5 kg, nên là chúng ta mang đi ra đồng ra bãi rất là nhẹ nhàng. Bà con có thể mua thêm cái bộ Luno này để chúng ta về chúng ta quấn cái dây. Ví dụ 100 mét dây này mà chúng ta quấn bằng tay thì nó rất là dối. Nhưng mà chúng ta mua thêm cái Luno này, một bộ Luno này là kèm cả cái dây chống xoắn luôn, thì chúng ta nắp vào là chúng ta quấn, chúng ta mang đi nó rất là gọn gàng và dây nó không bị gập. Đấy. Đấy, bây giờ Hà Bình Ngon làm xong video này thì sẽ đóng hàng gửi đi bưu điện chuyển đến nhà cho khách. Xin cảm ơn quý vị và con đã theo dõi. Bà con có thể mua máy và liên hệ với Hà Bình Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc
xóm 3, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn.